Rồi, chào cả nhà. Đây, chúng ta lại gặp nhau buổi trưa. Thì hôm nay Khanh lại tiếp tục chia sẻ những cái tiến độ giao xe cũng giống như tiến độ lắp đặt trang bị dành cho cả nhà mình, những anh chị mua xa yên tâm hơn rất là nhiều. Và Khanh luôn nhắc đến việc mua xe tại chỗ Khanh vẫn được bảo hành toàn hệ thống 5 năm trên toàn quốc. Gia đình mua hoàn toàn yên tâm. Đó. Và cũng xin cảm ơn cả nhà mình luôn ủng hộ Khanh những chiếc khẩu trang của Huỳnh Gia có chủng lọc 0.3 micromet để bảo vệ sức khỏe và luôn đồng hành với Khanh khi hết, lúc nào cũng ủng hộ. Những chiếc khẩu trang của Huỳnh Gia của bên Khanh có để những cái link Lazada, Shopee ở trong phần mô tả. Nhà mình mua có thể ủng hộ Khanh bấm vào những cái link để mình mua hàng nha. Rồi, chương trình khuyến mãi của Lazada, Shopee thì có rất là nhiều. Đó, gia đình mình có thể theo dõi theo từng thời điểm. Vừa rồi 11 tháng 11 thì có một cái đợt Black Sale rất là lớn, thì mình bỏ qua đợt đó thì cũng đừng có lo lắng, thì mình còn cái đợt cuối năm. Rồi bây giờ mình các chiếc xe. Rồi trước mắt mình là chiếc xe Ascend số tự động phiên bản đặc biệt đây. Rồi, và qua đây thì Khanh cũng nhắc cho cả nhà mình chia sẻ về vấn đề là động hơi sương. Đây, cái chiếc xe mới vừa đi đăng ký về. Đó, nó sẽ có là do cái việc mà chênh lệch nhiệt độ bên ngoài và bên trong thì dẫn đến cái việc là động hơi sương trên đèn, thì mình sẽ xài vài ngày là tự động nó rút mất đi. Cái đây là một hiện tượng hoàn toàn bình thường, và không chỉ cái chiếc xe này và tất cả các hãng, kể cả Bentley, kể cả Mercedes, BMW vân vân, Lexus vẫn có cái hiện tượng động hơi sương trong bóng đèn, bởi vì tất cả các bóng đèn đều có lỗ thông hơi, và lỗ thông hơi đó họ làm là để cho giải tỏa cái nhiệt độ bên trong của bóng đèn ra bên ngoài, để cho cái phần bên trong bóng đèn nó đừng có bị bí quá. Và khi mà bị bí quá như vậy thì cái nhiệt độ cao nó sẽ làm cho giảm chất lượng của cái vật liệu bên trong, thì khi mà giảm chất lượng vật liệu bên trong thì nó sẽ bị chảy hoặc là bị vàng, bị ố bên trong ra, thì như vậy nó sẽ không bền cái bóng đèn. Thì hiện tượng động hơi sương hoàn toàn bình thường nha. Các bạn có thể, anh chị có thể coi trong cái sách hướng dẫn, Khanh giải thích lại cho gia đình mình, để những anh chị mới mua xe lần đầu đừng có bỡ ngỡ về cái hiện tượng động hơi sương. Còn trường hợp mà mình khi mà bị động hơi sương như vậy mà nó sẽ tích tụ nước luôn thì đi bảo hành, thay bộ đèn khác. Rồi, đây là chiếc xe mới vừa đăng ký biển, thì một cái biển số bây giờ nó sẽ lên đầu là đầu số K nha. Đa số là Đồng Nai cũng đã lên K, Hồ Chí Minh cũng đã lên đầu số K. Chiếc xe này thì đã trang bị là bộ phim cách nhiệt rồi. Phim cách nhiệt thì Khanh chia sẻ rất là nhiều. Nhìn vào bên ngoài vào trong thì sẽ tối không thấy gì hết, nhưng ở bên trong nhìn ra đây, nhà mình thấy không ạ? Bên trong nhìn ra rất là sáng, thì đây là đặc tính của bộ phim cách nhiệt. Và chiếc Ascend của mình á, số tự động thì nó sẽ có tính năng là đề nổ từ xa. Đây, đề nổ từ xa nha, bấm hâu nè, nó sẽ đề nổ từ xa, có sẵn luôn rồi. Phim cách nhiệt bên Khanh tặng trên chiếc xe này, không có tốn tiền, và được bảo hành 10 năm. Rồi, kế đến đây là cái chiếc hatchback, thì hôm qua đậu chờ xếp tài để gọi là làm trang bị nhưng mà vẫn chưa làm xong. i10 hatchback mẫu mới. Khanh bật mí cho gia đình mình một tí, đó là cái chiếc i10 hatchback á, mẫu mới, thì gia đình mình thấy nó đẹp, nhưng mà nếu mà mình gọi là cái chi phí mình cân đo đong đếm thì Khanh gợi ý cho mình cái i10 mẫu cũ, cũng là năm sản xuất 2021. Tại vì bây giờ đang bán hai mẫu song song nha, mẫu cũ và mẫu mới. Thì cái mẫu cũ nó sẽ có cái gọi là cái lợi thế về cái khuyến mãi, cũng giống như lợi thế về cái những cái số tiền trả trước nó rất là thấp. Đố gia đình 70 triệu bây giờ mình mua được gì? Nếu mà mình muốn khởi nghiệp bằng cái nghề gọi là muốn khởi nghiệp bằng cái nghề mà kinh doanh vận tải, hay là mình muốn mua một chiếc xe sử dụng gia đình với chi phí bỏ ra cực thấp, thì mình mua được gì? Mua được chiếc Honda SH à? Đúng rồi, SH Mod thôi chứ cũng không được SH lớn nữa. Rồi, thì giới thiệu cho cả nhà, đây là cái chiếc xe Ascend số sàn bản tiêu chuẩn, 70 triệu gia đình mình lấy được xe. Chương trình thì Khanh đã làm một cái video giới thiệu cho gia đình mình rồi. 70 triệu bao gồm tất cả các phí thuế cho biển số lăn bánh tại Long An. Rồi, gia đình mình mua xe sẽ đem xe về và phần còn lại sẽ được hỗ trợ vay qua ngân hàng. Thì bản chi tiết về cái video á, bên Khanh cũng đã làm rồi, cho nên mình sẽ coi lại cái video 70 triệu trả trước đem chiếc Ascend về. Rồi ngoài ra thì 70 triệu trả trước thì gia đình còn được tặng là đây, phim cách nhiệt. Rồi này, để Khanh mở cửa. Rồi gia đình mình được tặng nè, này cảm biến Zea nè, xe này không có sẵn cảm biến Zea thì được tặng cảm biến Zea. Rồi gia đình mình được tặng camera Zea, đây camera Zea. Rồi gia đình mình được tặng trải sàn Simili và gia đình mình được tặng cái màn hình Android đây. Đây là màn hình Android được tặng trên các chiếc xe của mình. Gia đình mình có thể giải trí sử dụng các ứng dụng đây, Google Maps ra lệnh trên giọng nói nè, Google Maps nè, rồi cập nhật phạt nguội gì đó, mình thích cái ứng dụng nào mình đưa vào, rồi YouTube vân vân, rất là nhiều cái hay. Rồi gia đình mình còn được tặng cái camera hành trình để cho mình kiểm soát cái việc lưu thông, cũng giống như tránh những cái việc mà tranh cãi. Đó là những cái quà tặng gọi là khi mua xe tại chỗ Khanh. Còn nếu mà mình cảm thấy không phù hợp có thể trừ tiền. Khanh gợi ý cho mình những cái món quà tặng này để cho mình sử dụng các chiếc xe nó sẽ tốt hơn. Rồi trước mặt đây là chiếc i10, cũng là i10 số tự động phiên bản hatchback màu nâu. Thì chiếc này mới ngày hôm qua là đậu vào chờ làm trang bị, thì hôm nay Khanh mới vừa làm xong cái bộ phim cách nhiệt. Đây, làm xong bộ phim cách nhiệt này, cho nên mình bộ phim cách nhiệt nhìn bên ngoài, nhìn vào và nhìn bên trong, nhìn ra là hai cái ánh nhìn khác nhau. Ở bên trong nhìn ra thì sẽ rất sáng, nhưng mà bên ngoài nhìn vào thì không thấy gì hết, sẽ hạn chế những cái ánh mắt khó chịu nhìn vào trong xe. Rồi xe mình cũng được tặng là trải sàn Simili. Đây, trải sàn Simili nó sẽ rất là sạch, nó mới vừa làm xong. Và lưu ý là cái phần sàn của mình á, lúc nào nó cũng có cái móc này, nó có tác dụng là giữ cái sàn lại để cho cái phần thảm sàn nó không trượt lên. Thì đó là những cái chút xíu nhỏ nhỏ để giúp cho cái xe của mình được vận hành nó tốt hơn, tránh những gọi là những cái điều không mong muốn khi sử dụng. Các xe bên đây thì hôm trước Khanh quay rồi. Đây, cái chiếc Elantra số sàn mới vừa làm xong cái trang bị là phim cách nhiệt rồi. Đây, Elantra số sàn nha. Elantra số sàn cũng là một trong những chiếc xe đang có rất là nhiều ưu đãi của bên Khanh. Dùng từ rất là nhiều luôn chứ không phải là nhiều nữa. Đây trước mắt mình là chiếc i10 có năm sản xuất 2021 và đây là mẫu cũ, thì mình sẽ có nhiều cái ưu đãi hơn cái mẫu mới bây giờ, có năm sản xuất là 2021 luôn nha. Đây Khanh sẽ mở cửa cho mình coi cái năm sản xuất nè. Đây, nhà mình thấy không ạ? Năm sản xuất 2021 luôn ạ. Tức là đời 2021 á. Rồi, nếu mà mình lấy cái chiếc này thì sẽ được nhiều ưu đãi hơn. Bên đây thì nó là chiếc Ascend đặc biệt, dán viền che mưa rồi nè, rồi phim cách nhiệt rồi, làm trải sàn luôn rồi. Đây, trải sàn Simili nè. Trước mắt nhà mình đây là cái chiếc xe Elantra mà ngày hôm qua Khanh quay cho mọi người. Thì sau khi đã phủ ceramic xong, nhà mình nhìn thấy là cái chiếc xe nó bóng lộn lên, rất là đẹp. Đây là phiên bản Sport, phiên bản 1.6 turbo á. Thì phiên bản 1.6 turbo này nó có một cái lợi thế, đó là cái dàn chân sau của nó là treo độc lập, thì mình đi nó sẽ rất là êm. Nó giống như cái chiếc êm, giống như những cái chiếc xe giống như Camry vậy á, là chân sau treo độc lập. Đây, gia đình mình thấy cái màu đỏ mà phủ ceramic lên nó đẹp không ạ? Bóng lộn luôn. Bây giờ mình sẽ thử phủ ceramic á, thử chất lượng nó như thế nào nha. Nếu mà mình thử thì rất là đơn giản, chỉ việc đổ nước vào thôi. Đây, đổ nước vào. À, đó là cách thử ceramic rất là nhẹ nhàng và rất là dễ, đúng không ạ? Rồi. Còn phủ ceramic thì nó sẽ có độ bền từ 6 tháng đến 1 năm tùy theo nhu cầu, tùy theo cái điều kiện sử dụng của nhà mình như thế nào. Ví dụ đi mình sử dụng ở những cái điều kiện là nước mặn, nước phèn thì cái độ bền nó sẽ không bằng những cái điều kiện mà sử dụng nước máy. Đây, cái chiếc Santa Fe kế bên thì nó cũng ngày hôm qua Khanh quay cho mọi người á, thì nhà mình bây giờ cũng đang chờ, thực là chờ cái bề mặt ceramic nó rắn lại để mình bàn giao đến tay khách hàng. Thì trên đây Khanh đã cập nhật cho nhà mình những cái chiếc xe bên Khanh đang làm. Mong rằng những cái chia sẻ này sẽ giúp cho gia đình mình mua xe tại chỗ Khanh yên tâm hơn khi mua và chờ nhận một chiếc xe ở chỗ xa. Cảm ơn gia đình mình luôn ủng hộ những chiếc xe Hyundai, Honda của Khanh. Xin chào và xin hẹn gặp lại.